Chào các bác nhá. Hôm nay thì sẽ đi tìm hiểu về cây cam thảo nam này. Cây này chắc các bác biết rồi, nhưng mà tôi sẽ mô tả qua để cho các bác dễ dàng tìm nó nhá. Đây, nhìn cái lá nó này, lá hoa này, hoa nó màu trắng bé thôi. Đấy, lá nó cũng có viền răng cưa luôn, nó xếp thành từng tầng này, tầng dưới đây ba lá này, tầng trên ba lá này, tầng trên này, tầng trên này, đấy, xếp thành từng tầng vậy nha. Cây này ấy, rất dễ nhận ra thôi, các bác cứ nếm xem, nó sẽ có vị ngọt này, vặt lá non này nếm nhá. Mới đầu nhai thì thấy cảm giác nó nhặng nhặng thế nào, nhai một lúc sau sẽ có vị ngọt. Đúng, mới đầu nhai khó chịu lắm. Lúc sau có vị ngọt rất là ngọt, khá là hay. Chính vì nó ngọt thế mới gọi là cam thảo. Cam thảo nam chính là cây này. Non có tên gọi khác là cam thảo đất, cũng là cây này. Cây này trong tài liệu nó ghi nhiều, và kinh nghiệm sử dụng của tôi thì nó có khác một chút so với tài liệu. Thì trước tiên tôi sẽ đọc trong tài liệu nó sử dụng như nào đã, sau đấy tôi sẽ nói về kinh nghiệm sử dụng của tôi, của những người xung quanh đây nha các bác nha. Đợi tôi đọc trong tài liệu cho các bác xem nhé. Đấy, ở trong tài liệu thì có ghi là nhân dân nhiều vùng ở Việt Nam cũng như nhân dân vùng Quảng Tây, Trung Quốc dùng thay vị cam thảo Bắc để chữa sốt, chữa say sắn độc, giải độc cơ thể, liều dùng tùy tiện, thường thì 30-100 gram, tức là mình có thể dùng ít hoặc nhiều. Từ 30 gram đến 100 gram thì nó chênh lệch nhau khá đấy. Sắc uống riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. Tại Malaysia, nhân dân dùng làm thuốc chữa ho. Tại đảo Angti, rễ cam thảo nam dùng làm thuốc thu sáp, thuốc nhầy để chữa bệnh lậu, kinh nguyệt quá nhiều. Tại Brazil, lấy nước ép cam thảo thụt chữa bệnh đi ở lòng và pha uống chữa ho. Tại Ấn Độ, cam thảo nam được dùng chữa triệu chứng acido trong bệnh đái đường. Cái này cha hiểu mấy. Nhưng có tác giả đã không xác nhận sự công hiệu của thuốc này. Đấy, thì trong tài liệu nó ghi vậy nhé. Thực tế thì mọi người đây dùng, thứ nhất này là dùng nó để uống giải nhiệt, là mình nhổ toán cây này về. Xem cái rễ nó nào, nhổ về chắc lắm đấy. Ui, chắc đấy nhỉ. Ôi, đứt luôn. Yên, tôi nhổ lấy một cây cho các bác xem cái rễ nó khá là đẹp đấy. Ui, đây, đứt rồi. Đây, cái rễ này thì nếu như ở đây mọi người dùng pha nước uống hàng ngày ấy, thì họ sẽ dùng toàn bộ cái cây này luôn, đem về đun nước uống. Và có một điều khá là đặc biệt này, khi mà mình đem về tươi nhá, thì vị nó ngọt là đúng rồi, nhưng nó hơi hắc hắc, khó chịu tí. Nên mình cứ phơi khô một cái dùng luôn ấy, thì là nó vừa, nhưng mà các bác nên dùng ngay trong vài ngày đầu. Tốt nhất là trong tuần đầu tiên là nên dùng luôn, vì sang tuần thứ hai vị ngọt nó sẽ mất dần đi. Vị ngọt nó cứ càng ngày càng phai dần đi. Điều này tôi cũng không biết là tại sao. Càng để lâu vị ngọt nó càng mất đi, cho nên là mình dùng là tốt nhất mình cứ phơi khô, mình dùng ngay trong vòng vài ngày đầu tiên, tốt nhất trong tuần đầu tiên là mình dùng. Đấy, thì nó sẽ giữ được vị ngọt. Còn thực tế, ngoài việc đem về đun nước uống nhá, thì còn dùng để chữa ho.
bằng cách là cũng dùng toàn bộ cây này luôn. Tốt nhất là cây phơi khô đi, uống nó dễ uống. Mình dùng sắc đặc vào để đun uống chữa ho này và chữa sốt này. Đây là kinh nghiệm của tôi. Chữa ho hoặc là chữa sốt nhá. Thì mình có thể dùng được cây này. Và theo như bản thân tôi đã dùng rồi, tôi thấy là cây này ngoài ra nó có tác dụng lợi tiểu nữa. Vì sau khi uống ấy, tôi sẽ thấy mình có vẻ đi tiểu nhiều hơn. Thì cây này nó cũng có tác dụng lợi tiểu đấy nhá. Cái tác dụng này thì không thấy tài liệu ghi mà chẳng thấy ai nhắc đến. Đây cũng là một kinh nghiệm mà tôi sử dụng. Thì những gì mà tôi chia sẻ là không chỉ có trong tài liệu đâu mà bao gồm cả mọi người xung quanh và tôi dùng rồi như thế nào thì tôi nói như thế đấy để các bác có thể dễ dàng hình dung. Và một điều nữa là cây này này, nó mọc ở bờ ruộng này hoặc bãi chăn trâu này, ven đường này, thậm chí là trong vườn nhà này. Đấy, những nơi nó mọc, đất tốt và ẩm đều xuất hiện nó. Rất là dễ tìm. Kể cả không có bệnh thì mình cũng có thể dùng uống được. Nó là một loại thuốc bổ. Thuốc bổ nhá, mình dùng đun nước uống thay nước hàng ngày ấy, thì nó cũng sẽ là một vị thuốc bổ thôi. Chả có hại cho sức khỏe đâu. Cây này tôi dùng rồi nhá, các bác yên tâm. Đấy, đây là những gì mà tôi biết về nó. Các bác có thể đi tìm hiểu thêm ở những chỗ khác, những công dụng khác thì tôi không biết, thì các bác có thể tìm hiểu thêm nha. Chào các bác nha.